Chúc Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình ra ruộng thì đã thấy cái cành chết của cổ văn chấn nó ra rễ rất là nhiều rồi đây này các bạn này. Và khoảng độ tầm 2 hôm nữa thì mình sẽ bắt đầu cắt để gửi cho mọi người nhé. Vì vậy nên là nếu mà mọi người muốn đặt hàng thì các bạn đặt hàng sớm cho mình. 2 hôm nữa mình sẽ cắt và mình bán trong 1 ngày thôi nhé các bạn nhé. Bởi vì cái hàng cành chiết này ấy, thì có một vấn đề là khi mà chúng ta cắt cành thì nhận ngay hoặc là chuyển ngay cho các bạn ấy thì cây cây nó sẽ đảm bảo hơn. Nguyên tắc nhà mình làm cành chiết này khi mà các bạn nhận cây ấy, thì các bạn mình sẽ về mình tưới thêm cây rễ và ủ thêm sơ dừa để vận chuyển cho các bạn cho nên yên tâm. Và cành chiết đợt này vẫn rất là đẹp nhé. Sau cái đợt cành chiết này thì sẽ phải mất khoảng độ tầm 2 đến 3 tháng nữa thì mình mới có đợt mới cơ. Vì vậy nên là các bạn muốn mua cành chiết của mẫu đơn cổ Văn Chấn thì liên hệ sớm cho mình nhé. Để cho thuận tiện trong cái lúc mà mình chốt đơn thì mình tính cành chiết để giao cho mọi người cho nó chuẩn. Những cái cành chiết này giờ nó đang rễ, nó đang rất là đẹp rồi nên là mình sẽ cắt và bán trong vòng 1 ngày thôi. Em mình sẽ gom đơn để mình cắt cho mọi người. Để mà đảm bảo cho được cành chiết tốt nhất thì mình về mình sẽ ấm bớt ngọn những cái nặng mầm non đi và mình sẽ ngâm thêm một chút kích rễ N3M để vận chuyển cho mọi người cho nó yên tâm. Đây là cây bố mẹ của cành chiết mẫu đơn của Văn Chấn này. Cây này cũng đang bắt đầu vào độ lứt rồi này. Các bạn có nhu cầu liên hệ với Trung Kiên nhé. Sắp tới sau khi mà bán cắt xong cành chiết thì những cây bố mẹ này mình cũng có thể giao lưu cho mọi người. Vì vậy nên là các bạn muốn mua mẫu đơn cổ Văn Chấn loại hoành 10 11 như thế này thì các bạn liên hệ với Trung Kiên. Nhưng phải xong cái đợt cành chiết này đã. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình nhé. Trung Kiên xin chào và hẹn gặp lại mọi người.